gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở. Trong số các thế hệ tiêu biểu, anh Diệp Minh Tuấn, cán bộ phòng công tác thanh niên tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bến Tre, là một trong những tấm gương tiên phong tích cực và đầy trách nhiệm. Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, bản thân anh Diệp Minh Tuấn sẵn sàng nhận các nhiệm vụ đơn vị giao. Trong đợt dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh, bằng tất cả tấm lòng của một người con quê hương xứ Dừa và vai trò xung kích của tuổi trẻ với tinh thần tương thân tương ái, anh đã kết nối, vận động và phụ trách thực hiện chương trình vòng tay kết đoàn đẩy lùi COVID-19, làm và trao tặng 1.000 kính chắn giọt bắn cho các đội hình tình nguyện hè tại tỉnh, lập quỹ siêu thị 2K, xây dựng các clip tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, phát động cuộc thi vẽ tranh triệu trái tim, triệu lời cảm ơn và gửi lời chúc đến các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, sáng lập và vận hành siêu thị không đồng và tham gia hoạt động chuyến xe hướng về thành phố mang tên Bác với tổng giá trị các hoạt động hơn 4 tỷ đồng. Thông qua những cái hoạt động đó thì bản thân cảm thấy rất là vui và cũng một phần nào đó giúp đỡ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia vào các hoạt động này, để hỗ trợ cho các bạn, tìm việc làm cho các bạn, cũng như là tạo những cái sân chơi cho các bạn. Khi mà về Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi thì phân công em phụ trách các mảng hoạt động về kỹ năng sống và câu lạc bộ đội nhóm, thì em đã phát huy được việc đoàn kết và giáo dục học sinh sinh viên trong thời gian qua là rất là tốt. Và đặc biệt là trong 4 năm về công tác tại trung tâm thì đã có 3 lần là em đạt cái danh hiệu là cán bộ sáng tạo của trung tâm trong các hoạt động của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi. Trong thời gian công tác tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi, anh Tuấn luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhất công việc chuyên môn và là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh để cùng nhau phát triển. Với những đóng góp trong hoạt động chuyên môn và công tác đoàn, vừa qua tại hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2021, anh Diệp Minh Tuấn đã vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh với thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua đồng khởi mới thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Tuấn là một người cán bộ rất là năng nổ, rất là nhiệt tình. Ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ quan thì Tuấn lúc nào cũng suy nghĩ đến việc mà tập hợp các em thanh thiếu nhi để đến với trung tâm và sẽ tạo cho các em một cái sân chơi. Khi mà các em đến với trung tâm thì lúc nào cũng lo cho các em. Đối với các bạn đồng nghiệp á, thì Tuấn là một người rất là nhiệt tình. Thì bản thân mình thấy rằng là mình cần phải trau dồi hơn về những cái kỹ năng của mình, những cái mảng chuyên môn của bản thân mình cần phải thực hiện. Đồng thời thì luôn luôn là sáng tạo, đổi mới và nó phải bám sát với những cái chủ đề của tỉnh, những cái hoạt động mà các bạn thanh thiếu nhi cần phải đưa đến để bản thân của mình có thể rằng là giải quyết được những cái hoạt động của các bạn một cách nó vui hơn và chất lượng nhiều hơn. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và những việc làm thiết thực ý nghĩa, anh Diệp Minh Tuấn đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng tập hợp thanh thiếu niên, thể hiện tinh thần gương mẫu cho đoàn viên noi theo, đồng thời truyền lửa nhiệt huyết, khơi dậy sức trẻ, làm lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ luôn tiên phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.